Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 10 năm qua thị xã Nghĩa Lộ đã huy động trên 1.300 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình cơ bản như đường giao thông, trường học, nhà văn hóa. Từ nguồn vốn huy động trên 1.300 tỷ đồng, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai bê tông hóa đường giao thông, xây dựng các trụ sở làm việc, trạm y tế, sân vận động, nhà văn hóa cộng đồng tại 10 xã trong lộ trình về đích nông thôn mới. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tại 10 xã đạt 38,22 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4% năm, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 50%, trên 87% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Hiện thị xã Nghĩa Lộ đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục chỉ đạo đánh giá sát hiện trạng, mức độ đạt của từng xã để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.